thì bữa nay thì Ngân cũng chưa biết ăn món gì nữa, chúc mẹ cho ăn gì thì ăn đó nha cả nhà. Chúc ra ngoài cả nhà dùng bữa cơm với Ngân nha. Bây giờ thì chắc có lẽ là Ngân sẽ đi ra ngoài sau hè ha, ngoài bên hông nhà, bên hông vườn đó là có rau gì mình hái rau đó nha. Hái vô để mình hổng có cá kho, thịt kho thì mình chấm mắm. Nhà có mắm cá cơm. Rồi, trước tiên là mình hái rau trước đi, không luộc thì nấu canh vậy đó. Ồ, mẹ nấu gì mà nghe mùi khói nè. Ồ, cơm củi nha cả nhà. Hôm nay ăn cơm củi nha. Nghe mùi khói nè. Thành phố làm gì có kiểu nghe mùi khói gì. Thằng Cái gì? Trộm của ta cũng nhắm tin ta cũng cho. Thằng kia công an tới bắt. Thiệt luôn. Tại đốt giấy tiền vàng bạc không còn sợ muốn chết. Chỗ đâu nấu? Đấy, chỗ nào nấu nói vậy thôi. Củi đâu nấu? Cực cỡ nào cực cũng sướng. Ở vườn cực nhưng cực nhưng mà có cái cực của cái sướng. Nói gì vậy? Cơm củi nha cả nhà, chút chắc nước cơm. Ăn cơm củi với nước cơm. Củi bưởi mà đó mẹ. Nè mẹ con dừa lá dừa nè. Để dành lá dừa để mà mình mồi á. Xu đâu mẹ? Dẫn chứ. Bánh. Ăn bánh hả? Ăn xôi nè. Nó bức củi coi cái nồi nó có lọ, bữa nào cho đến ba bà cháu cho đến bày quạt lọ đi. Nó chứ nấu mỗi ngày cả nhà không hơi sức đâu mà mình chà hoài được, chà rất là mệt. Mình chà phần trên thôi, còn cái đáy kệ bà nó. Cái đít á, cái đít nồi rồi có con tô nước cơm làm canh này đó. Thấy không? Cái gà luộc, cá kho kho quẹt gì đó là có bữa cơm này. Ngồi ngồi ngay cái bếp này sưởi ấm cũng ấm lắm ạ. Trời lạnh lạnh này ngồi ngồi ngay bếp này sưởi ấm cả nhà ơi. Đã ghê. Mình để trôi vậy nè. Cái bếp nó ấm á, mình chụm nó ít hao củi. Mà cái bếp nó ấm á mình nấu nó nhanh sôi lắm. Mở thịt để bỏ vô mắm thôi. Cho nó chín chút nữa là này mình để là mình ăn mắm hả? Đúng rồi, mắm cà phê. Để hết đi. Mắm chân. Mẹ ăn làm mắm cà phê chân để đường một ngọt, thịt ba rọi tóp mỡ. Mẹ ăn đảo cho nó rám rám á, bỏ vô. Củ hành, tỏi, ớt hiểm. Chan nước cơm vô nha mọi người. Nước cơm mình chắc á, nước cơm mình nấu rồi mình chắc nha, chứ không phải nước cơm sống. Mình chan vô vậy để mình tạo cái nước sệt sệt á, mắm nó ra nước rồi xong rồi nước cơm nó hòa quyện vô cái nước mỡ của cái nước mắm. Đúng rồi, có nước mỡ đó rồi. Nó thơm, mọi thứ một chút nó thơm mà nó sánh cái nó sệt cái mắm luôn. Chút tiêu nữa. Có tiêu mới thơm. Nào cả nhà, có tiêu nữa ngon nha. Hấp dẫn chưa? Rồi bây giờ mình chưng thủy. Trứng có trứng còn đậu bắp. Trứng vàng, trứng đỏ. Đậu bún ngon quá, sao trứng bự còn trứng nhỏ mà trứng vàng, trứng đỏ. Nước mỡ. Bắt cái nước mỡ lên cho nó sôi. Bỏ hành cái nó kêu cái xèo mà nó không có kêu xèo lắm tại vì nó chưa có sôi lắm. Hành lá với lại củ hành, chắc là cả nhà không có đoán ra món này là món gì đâu cả nhà ơi, thiệt luôn á. Nhiều khi con nghĩ là mọi người quên ăn món này rồi. Chút xíu để bật miếng nha, món này món ăn của người nhà quê, người thành thị ít ăn. Ủa này thành chiên rồi mẹ, to mà. Chưa. Xuống một cái nước mắm này chưa vô. À vậy hả? Chứ để về là nó nóng nha thành chiên rồi đó. Mẹ ngân làm hỗn hợp nước mắm, chút xíu bột ngọt, ít đường thôi nha mọi người, tiêu, hành lá, củ hành, ít đường thôi. Món này là không có nhiều đường ăn không ngon, bén lắm. Chút xíu cho nó cầm cốt. Có nước không ạ? Tí chút xíu nước hay gì ạ? À, thì chị nó thấy lỏng, hình như thấy lỏng lỏng. Thơm ha, cái mùi của hành nó thơm nha, hành lá nó cũng thơm.
là món trứng kho của người miền Tây hay ăn á. Để vậy nó mềm chút mình ăn, mình quẹt mình ăn nó mềm nó béo. Cho nó sôi thì chút. Giờ kêu con ăn trứng chiên con ngán nha, nhưng mà con ăn món này con ăn được. Hồi nhỏ thì ưa ăn trứng chiên, mà lớn mình cho nó sôi một hồi để cho nó sánh lại cái nước lại chút. Không hợp nước sốt hay là nó nghiêng về cái vị nước mắm nha mọi người. Đừng có bỏ đường nhiều nha, chút xíu thôi. Mình cho bột ngọt vô. Mà nó không có mặn lắm đâu, cái nước mắm này nó không mặn lắm đâu. Tại mình pha nước vô rồi kho hộp vịt vô ăn cực kỳ ngon. Đó, có thể cái có cái nước mỡ nha, kho hộp vịt ngon hay ha. Nó thơm với mùi nước mỡ với mùi nước mắm nó thơm, có tiêu. Nhất định là phải có tiêu, ớt, hành lá rồi đầy đủ những cái gia vị gì nè. Nó đơn giản nhưng mà nó ngon. Đó, đã chưa? Trời ơi, hai cái trứng. Cũng con vịt đẻ. À, sao nó ngộ quá ha, ngon quá cả nhà. Chờ một chút xíu nữa mình ăn cơm, chan nước cơm, rau luộc rồi ngon lắm nha cả nhà, mắm chân rồi. Trời ơi ngon quá, nhưng mà đừng có chín hộp vịt quá nha cả nhà. Phải cho nó còn hơi mềm lòng đào á thì nó mới ngon nha, chín quá nó khô. Rau lan mình luộc nó mới luộc nó xanh này chứ hồi cỡ nào hồi nó cũng đen à, không biết sao ha, không có biết bí quyết. Phải được lòng đào á, không có vậy. Lan xanh cũng vậy à, nó muốn vậy á, không để, sao để, à. Để chút xíu muốn vô. À, thiệt là sôi chứ không bỏ, thiệt là sôi cũng mới bỏ vô. Rồi Ngân mời cả nhà mình ăn chung với Ngân nha. Hôm nay thì mình ăn mắm cá phi chưng, chưng với thịt ba rọi tóp mỡ, rồi chuối chát, khô chiên, đồ ăn ngày hôm qua còn ha. Rồi này cũng đồ ăn ngày hôm qua còn luôn, cá bóng sợi trắng, kho nước cốt dừa, xả ớt. Rồi này là món mới đó, hai món mới, chỉ có hai món mới thôi, món mắm với lại món hộp vịt kho, rau luộc, chan nước cơm. Món này cũng món mới nè mọi người. Món tinh. Mới á, mới tinh luôn á, mới nấu luôn á. Để cơm hầm hồi nấu, để củi ấy ăn hồi hầm hồi có cơm cháy nhiều. Bữa nay đổi chỗ ngồi qua đây cho nó thoáng mọi người. Tô mắm đâu ở đây. Giờ đem vẽ cái tô mắm lên trên bàn không còn gì ăn nữa. Tại mắm là món chính hôm nay mà. Ủa ăn đủ ngược hả? Ủa không phải, tại đũa bự quá tưởng đâu ăn đủ ngược. Cơm cháy mọi người à, cơm cháy nha, cơm củi, nấu cơm củi mà cơm cháy thì cực kỳ ngon luôn. À thấy không. Cái cơm cháy này mình làm nấu cơm củi mình ăn nó ngon lắm không? Nó thơm mà không đến nỗi cứng lắm, ăn cũng được, miếng tóp cũng còn độ dẻo. Có mắm có cơm nữa. Chị cũng muốn có cơm nè. 10:10 à, mà y như là mới sáng sớm, mới hừng sáng. Ngô tối này nè, bảo dự báo thời tiết đâu mà cô đài hay đâu mà nghe mấy người nói chứ hết đâu. Dự báo thời tiết hàng xóm, dự báo thời tiết bằng miệng mọi người. Mẹ nghe Nguyễn Anh nói lại, Nguyễn Anh nói lá số 12 số 2 nữa hả? Nguyễn Anh bán gạo hả? Mắm dưới đồ coi là tối ngày nay không khô. Mà đảo xuống. Quên lấy đồ đựng xương nè, để đạn với bạn đi ngồi giục sao. Có là bún luộc ăn được rất ngon mà. Mắm ngon quá. Cái mắm có phi cho làm không? Nhà làm. Mắm là mắm nhà làm nó cả nhà. Cái mẹ ngon làm. Ngon ha, ngon. Nó thơm, mắm có vị thơm mà. Ăn vừa ăn. Ăn cơm cháo
chứ cổng gì bằng. Bột mì luộc ăn bùi lắm cả nhà. Chấm mắm nào. Mưa bão, bữa cơm ngày mưa bão. Ăn vậy chứ ăn thịt bò ăn lại á. Tại mình nấu vậy thôi chứ đương nhiên thịt bò vẫn hơn rồi phải không? Nhưng mà mắm nó ăn có cái vị ngon riêng của mắm. Đó là ăn nó bắt cơm rồi ăn nó hao cơm. Với lại mình cảm nhận được cái mùi vị nhà quê. Và ăn giữa không khí trời lạnh lạnh cũng mà nghe tiếng hạt mưa lắc rắc lắc rắc. Nhìn ngoài trời thấy mưa. Ngoài này ăn thấy nó thoáng nữa. Đây mình nhìn ra bờ sông ấy nè. Nhớ hồi nhỏ mà cũng phải đợi mưa mà cũng nhìn ra bờ sông mà thấy hạt mưa nhỉ xuống sông cái nó lăn tăn á, mà phải nhìn vậy. Nhìn nó đã lắm. Rất là tôn, rất là tôn. Hồi đó nhà thấp thấp vậy. Ừ, tiếng tôn kia. Gà phải ưa cái hai cái tay. Đường ra. Cái mái nhà. Nó nhiều hột mua xuống á mọi người. Hứng. Hứng. Đó mái nhà lá á. Tôn, mái tôn này còn nó còn đỡ được cái mái nhà lá mà nhìn mà cái giọt cái lá này cái giọt nước nó nhiễu xuống á. Rồi cái bắt đầu lấy tay hứng rửa. Mà phá nhẹ, phá dòm vậy, phá chơi vậy. Rồi đi tắm mưa nữa chứ. Ngon quá. Nãy quên. Quên lấy cái làm muỗng gì. Lại đi. Làm bày một cái trứng ăn lòng đào của con đậu dẻo vừa ăn kìa. Nó đã cả nhà. Mà dẻo dẻo không còn gì bằng. Thấy nào mọi người, đó thấy chưa, vậy nó về nó mới dẻo, nó mới đã nè, đã chưa. Thịt sạch cái dẻo nè. Ngon quá bạn. Bữa này về quê lên mà chắc lên ký của mặt ngủ quá không kìm nổi luôn. Túi cá mà chấm mắm cá cơm ăn ngon. Nè, đâu xé xé nè cơm. Ăn rồi xé lại. Rồi, xé lên cho khán giả coi cái hộp cơm củi nấu nó xốp vậy nè. Thằng Ngân ăn hết cơm trái rồi cả nhà ơi. Còn không? Còn cơm trái không? Hết rồi. Nó xốp vậy, mình ăn cảm giác cái hộp cơm nó ngon lắm, nó không có ngán mà nó ngon. À, ngoài dít miếng nữa. Ngon miệng. Làm vậy miếng mắm nữa. Cái miếng mỡ rồi. Đó. Rồi, béo cùng mình. Tỏi. Tỏi. Để tỏi cho nhiều, tỏi hành là cho nó thơm. Nó ngon. Rồi. Mưa nè cả nhà. À, Ngọc Thái nghe tiếng mưa lắm. Lát tách, lát tách, lát tách, lát tách. Bắt đầu mình nằm ở trong mùng mình ngủ nha, mình ngủ nướng. Đời này là mình chỉ ngủ nướng thôi chứ không làm gì chứ. Giờ vô mùng ngủ nướng. Có phim hoặc là bày ra làm bánh. Hồi xưa là mưa vậy là không có đi làm được là bày ra làm bánh. Nó sống nè. Có một chút cá với cải xanh. Toàn là đúng cái vị rau chấm mắm thôi. Rau lan mà chấm mắm ăn vô nó cũng ngon. Rau lăn sống mình chấm nước thịt thịt kho kiệu á. Ăn cực kỳ ngon luôn, mắm ăn cũng ngon luôn. Cái đợt rau lăn sống á, đồ ngọt mình ăn sống cũng được nữa. Bộ mình ăn chấm nước cao nước thịt kho rồi kho kiệu đó. Rõ. Tối trời mưa ngủ ngon ghê luôn hả? Con tính ngủ nữa rồi. Đám lớn. Mắt cà nhướng cà nhướng. 3 giờ muôn đám. 3 giờ muôn đám lớn đùng đùng luôn. Đi con. Ê.
đó. Ừ. Thu nó không ăn nữa nhờ. Có nó ăn miếng xôi cái nồi. Trưa nó mới ăn cơm. Mẹ nó chuẩn bị đồ ăn sẵn rồi. Chưa làm nè, sợ miếng thịt bò tái cho Thu nó ăn. Không tái ăn được. Ừ. Lòng đỏ ăn vậy béo lên mặt. Ngon ha. Ngon lắm mẹ. Cái món này hôm qua nè, hôm qua ăn rồi. Có bóng sợi trắng, pha nước cốt dừa, chả ớt. Ăn mừng đó. Thôi ta ăn món nào cũng không? Mình bớt cho con ăn mừng nha. Mình bớt tôm khô khô quá. Cái mình ngồi mình dít dít mình ăn đi. Cơm nguội á. Nè, ăn mấy món này mình ăn chắc trưa á. Đang đói bụng ha. Đang đói bụng á. Bớt tô cơm ngồi ăn. Ăn với chuối, với dưa hấu hay với xoài đó. Ăn mấy kho mặn mặn á. Da heo chân mắm cũng ngon lắm rồi mẹ. Ừ. Để nguyên ăn, ăn không ngon à. Bớt không bớt mắm. Phải phải làm cho ngắm gám đúng không? Ừ. Mình béo với nó mới thơm. Ăn vào ăn thôi, hai mẹ con ăn sáng ăn ngon lành luôn mọi người. Hiện giờ ăn sáng như ăn trưa rồi. Hồi nãy con cũng quất miếng xôi. Đúng ra là nó không ăn ha, tại mẹ mua rồi ăn luôn để mình để ăn chi. Ừ. Wow. Ý là vừa bụng ăn cơm. Đâu dám ăn nhiều. Hôm nay chị Kiều mà cũng sụt được 1 ký mấy rồi. Bận đổ lỏng lỏng rồi, bữa hổm bận rồi, cứ nhắc lên à. Em nấu cơm ăn cả ngày. Trời ơi, mà quất chén cơm đầy luôn hả? Tới luôn rồi. Tính ăn nửa chén thôi. Trời, trời luôn. Tao quên, tao không cuốn. Đó, chàng nước cơm ăn nha cả nhà. Húp nha, húp như canh phôi từ vậy đó. Hôm nay là lấy nước cơm làm canh. Con mê ăn khô mắm rồi thôi. Mày bả rồi thôi. Mày ăn được cả mày ăn. Cái này khô cách ra. Chiên nhộn qua. Cái này nấu canh khoai từ với canh khoai 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 lăng mà. Nấu bỏ lá gừng vô. Nấu khoai từ đi con nhớ được là tôi quên. Món này nó ngon. Món từ lắm nhất. Khoai từ mình mua nấu ăn liền á, chứ để khô nó mất cái độ nhớt. Nó già quá. Nhưng mà nó không ngon ha. Già quá. Có độ nhớ không? Nó bắt ngon mất cái độ dễ. Dính như bây giờ nó ăn con khoai tử thôi. Ừ. Từ ngỡ thôi đó. Không bao giờ ăn. Ngỡ. Cô ăn khoai tử. Nấu nó không? Thì gớm. Nấu nào ăn. Không ăn còn chê thì gớm. Ghê mỏ. Ngỡ nó có gì nhớt nhớt. Ngon chết. Mưa, mưa tóc là ngon. Nó chữa ấm dập trời. Giống như áp thấp nhiệt đới vậy. Nhảy pháp giới cái gì nữa. Pháp giới gì. Cái này mà ăn cắn miếng ớt hiểm cây cây. Đã gì đâu. Đâu ra được. Vừa chín tới. Để ăn ngon. Để ăn ngon. Bấy qua không ngon. Mắm nó dẻo vậy nè bây giờ. Gắp trứng cục xương nè. Ừ, kẹp vô miếng thịt. Khoan. Để yên đó, để yên đó. Cho miếng chuối vô nha. Đó, không mình kẹp. Đây. Đây nha mọi người. Mình kẹp xuống lớp tới rất lui hoài nè. Cá nó ngon ha. Béo béo là nó mặn mặn ngọt ngọt. Đó,
quay có mình chạy tới chạy lui rồi, không có người quay phim giùm. Ăn ngay cả nhà với cái miếng mắm rồi bắt đầu mình kẹp tép mỡ rồi vô, rồi mình kẹp cái chát vô nha. Với miếng mắm có cơm. Nhớ mốt nguồn lên nhớ nhắc còn mua mắm cái cơm với mua cháo ở đây về lên cả nhà. Cái cơm mắm có phèn nữa. Cái này của ai? Không, cái này ngon hả? Ăn cũng được. Của bà Hai hả? Của bà Hai Hến. Lúc nào ngon cũng nhắc bà Hai Hến thôi. Chắc bà ác xì vậy đó. Bà ba bán mắm chuyên nghiệp mà. Như là bán hến, bán rau, nó canh hến nữa. Ngon quá. Bây giờ ngon sẽ ăn tiếp nha mọi người. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video của Ngân nha. Đăng ký kênh ủng hộ nha cả nhà. Mình nhấp vô quả chuông và nhấp vô cho tất cả. Để Ngân đăng video thì cũng ngày sẽ nhận được thông báo nha. Để Ngân quay ăn hết bữa cơm này. Video rất là dài, Ngân cắt video rất là cực. Cảm ơn cả nhà nha. Mẹ ăn ngon quá. Nữa làm chén không? Ngân còn nửa chén cơm. À, lùa cái một là nhanh lắm. Chó kìa, chó của ai không biết. Ngày sáng con thấy nó đứng ngay trước cửa dòm vô nhà mình mà.